tính toán đi, ông thiếu hay ẩu lên được trăm là cái vụ này là đấy. Ông sáu có ông sáu mới quận, ông sáu mới quận định xem ở dưới, ấy đi khoan cái đi, khoan hứng ấy bảo hứng hứng cái giá vào đi. Xem ở tờ phòng linh kiện còn không? Cái ông 9 chắc chắn là thừa rồi. Ông 6 thì là ăn thiếu đi, ông 9 là thừa rồi. Anh ơi, mua thêm 3 mét 6 nữa. Ờ, không còn gì đấy. Khoan em. Này, khoan trong lỗ vuông đi nhá, anh giấu nhá. Lấy 18 cũng khoan đi. Khoan trong lỗ vuông thôi. Cái mũi 8 vừa khoan xong đâu. Khoan này cầm mấy lên cầm cái kho này. Khoan này lên đâu đổ luôn mà túi này tí nữa đi dọn, không đi khoan xong đi dọn nữa một này. Xem cái lấy cái bóng này. Đấy. Cứ đợi anh cả này đục bốn vùng quanh vào, thu vào xong sang cái đục phát vào là xong. Rồi anh nói chưa? Tức cái đục bốn góc vào nhá, đục vuông bốn góc vào vì cái này là tầng 10 không cần dùng 17, không cần dùng mũi 17. Nắm đục một cái nó sang bên kia thôi. Cái tường 20 thì mình cần dùng lỗ 7 đến cái tường 10 mà mình dùng 8 khoan đi đỡ vỡ đúng tung tầng cả mà khoan đúng trong vụ vô khoan không lên trên ngoài thì nước rồi lại đi chắp chít năng nhằm Thank you.
cứ để anh quán vô trong này tí nữa đục cái quán. Bây giờ đục bằng ấy đây, đục bằng búa đây. Đừng khoan nữa, chuyển nước búa đây. Khoan nó vỡ là biết nước búa, chuyển nước búa đi. Đây là lấy búa này đục này. Không, cứ cho anh đục bằng búa đây, nó có lực. Như là quay cái đục bằng búa đây. Chưa phải đúng nước búa đây, chứ không phải búa đâu. Chuyển nước búa đây đi. Rồi rồi.
Kiểm tra kỹ nhá, đi đóng lên rồi bây giờ xuống là chết đấy nhá. Lấy cái chổi là có gì không? Đang ở đâu yên đây? Ra đây nhiều việc kia thôi. Giờ lại có bao nhiêu điều hòa không? Hôm nọ có lên anh mở cửa em hỏi nó mở cửa hàng không? Bốc lên là đội vài chơi đi nhá. Hỏi nó mới khai trương cửa hàng mà nó mời anh bạn anh cũng về được. Qua cầu Dậu nhá. Hỏi mới mở hàng to lắm. Bạn Long nó sắp nước bộ đi đấy rồi.
điện đi từ trên để xuống khi thường ăn mà lấy bằng mặt không làm biết anh dạ còn bây giờ sẽ quay như thế này đi. Em chào anh, nay ở cơ quan đâu anh ơi? Nhanh lên, không chưa chết lắm đấy. Bắt bóng nhanh lên. Mang cái đây lên hàng cái gì Long ơi? Sao một khó lắm lại mang cái đấy lại ăn đồng? Cắt luôn cái đoạn kia ra đây nó em ơi. Mình đừng nhắn cho mình địa chỉ bảo anh em sang nơi xem nếu vẫn có của tôi thì mang qua xưởng 482 Kim Giang số 27 nhé. À thế thì anh mang qua cho 482 Kim Giang đi nhé. 482 Kim Giang, anh đến là 482 Kim Giang nghỉ ăn luôn anh em ra bọn anh nhé. Ngay cho cầu rộng 482 Kim Giang. Vâng, ngay bắt ảnh đạp cho cầu rộng lên, cái cầu rộng lên sức bản đồ cầu rộng lên đến bản lên cầu rộng điện chưa nhé. Vâng, ok, ok. Nó bên chỗ Kim Giang bên bắt ảnh đạp này. Kim Giang nhé. Rồi, nhớ anh đến đây rồi nhé. Ok. Đúng rồi, cạnh cầu rộng nhé. Anh sức cầu rộng sẽ tìm hơn nhé. Vâng, ok, ok, ok. Sao bỏ kho này, không kho được à?
cho cái thang xong này không? Này, không có thì chơi cho anh cả cái tao sợ này người nhiều lắm đấy ơi, dạ. Ống mày quá dài luôn, mày đo tính toán nhầm nhầm, mày đo tính toán nhầm rồi. Cắt nó lát cái ống như đã làm này, nhưng mà cắt làm sao để nó hạn chế nó đấy thôi. Quấn ấy vào đi, quấn đầu ống đầu vào đi, xong là bảo quấn xâm nước đi, luồn vào xem nào. Để dài những dài thì tí luồn ra chết còn. Ở đây cũng nhỏ, cũng trong nhà, các bạn biết không? Ba buồn đây trong bóng dưới đẹp nhé. Đấu còn 1, 2, còn 3 buồn bỏ thôi. Đại sư ơi. Cái này 1 chiều sao? 2 chiều nhưng mình đấu 1 chiều, 1 chiều. Nghiêng cái mặt lên, bỏ cái cao gót nó gây ra. Cao gót này, cái chỗ ra kìa.
bỏ hai dây đỏ đi. Hai dây đỏ đi. Dây này sinh nguồn. Dây nguồn để đi đưa ra ngoài nó xuống hát thì nhìn thấy đây. Trong đấy nó có những cái cầu gì? 2, 3, 4. Đúng, 1, 2 tôi bỏ vào cái gì? Đức lấy khoan khoan bên ngoài đi em. Được chưa? Xong chưa? Át đố xong chưa? Dây đây. Nào. Cái đoạn dây này ra. Tách tức hẳn tay hai đoạn. Đấu câu từ ổ cắm ra lắp vào ổ cắm vào còn đầu kia thì câu xong. Đầu tí anh em lắp đầu vào xong đây câu xong. Để nó mặt mặt chắc chắn như tốt nhất.
có hai cái con chưa chưa biết hai con đấy. Thế thôi.
là đi mang gì alo xem. Xe có đi theo đi nhau mà mình gọi là. Tối nay em xuống làm nốt cái máy cho anh đi, xong rồi nghe đi xem cái tủ mới lại đi. Chúc cho em làm gì nhỉ? Thank you.
làm đi đâu mình chưa bỏ kia. Đút cái khoan này. Xem vào cá chưa? Ấn vừa nó mới lở cái đó làm nó chắc không? Này sơi bố nó ra này cho đấy. Lướt cực lực mà. Chắc chưa? Đúng rồi. Mai ngồi được cái đuôi không rơi, mai ngồi. Đã lấy cái xẻ xích lau luôn đi. Đấu điện đi, đấu dưới một em ơi. Nhìn cái sao sao.
gì sếp? Mua một cái ống ghen này cái gì nào? Mua ống ghen. Mấy cái đai sắt đây. Đai ống. Qua cái đai sắt rồi. Bỏ anh đứt lên. Đai ốp ở này. Đai 27 ốp cũng đứt đấy.